Sau cuộc họp giao ban giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong tỉnh, chiều nay 2 tháng 9, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã chủ trì họp báo trực tuyến với các cơ quan báo chí trong tỉnh và thường trú tại tỉnh về kết quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày qua. Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi họp báo trực tuyến, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả phòng chống dịch của tỉnh trong 7 ngày Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện giãn cách phòng dịch đợt thứ tư theo chỉ thị 16 của Chính phủ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8. Số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm, tuy nhiên các F0 vẫn còn xuất hiện rải rác ở vùng xanh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang ở mức nguy cơ cao về dịch bệnh. Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến ngày 8 tháng 9 sẽ kiểm soát tình hình dịch bệnh. Và để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách, xác định nguyên nhân các ca tái dương tính để triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ phù hợp, tăng cường năng lực lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cảm ơn các phóng viên, cơ quan báo chí đã bám sát tình hình dịch bệnh và kịp thời tuyên truyền sâu rộng, góp phần cùng tỉnh đẩy lùi dịch bệnh.